Cái gì vậy? Xin lỗi ba, con với Phúc đang thử tên. Dạ. Trời đất ơi ba, cái đồ chơi con nít gì cũng thử. Nít gì, công ty có mấy cái đồ chơi mới, con do đó đang thử coi sao. Ba, thấy nó đơn giản gì mà con khó chơi đó ba. Cái này đồ chơi con nít, nghe chưa? Ba thử không? Từ đây, tôi bắn cho coi. Trời, nội giỏi quá nội, Robin vào. Ôi, ăn mày thôi ba ơi. Mày hả? À? Làm lại phát nữa cho con coi. Được không đó? Ủa ba làm gì vậy ba? Ba làm cái tên gỗ. À, cung tên bằng gỗ bắn nó mới đi xa, nó mới giống thật. Chứ trời đất ơi ba, cái đồ chơi con nít rồi bắn cái gì. À, trời ơi đồ thiệt luôn hả ba? Chứ sao con. Nè, biểu diễn cho con coi nghe. Đó. Trời ơi, cái tivi bự tổ chẳng mà ba bắn trúng được. Ba hay quá. Tôi bắn trúng tâm điểm của tivi. Yeah. Cô Hà làm một ly nước cam và mang lên phòng cho tôi. Chơi cờ tướng với ba không? Ký tên ba của con. Con chưa đưa tiền tiêu vặt tháng này cho ba. Siêu quá. Yeah! Phải nói là ông con thuộc dạng là thánh bắn tên. Thánh bắn tên hả? Tao nói hả, thấy ông con bắn mà ba tưởng như coi đang coi phim á. Mà không thấy đồ chơi bình thường đâu. Đây, đây. Đồ thiệt luôn con ơi, mới ghê chứ. Trời ơi, ông giỏi quá à. Ông chỉ cho con bí quyết với. À, bắn ná, thun với là cung tên chỉ khác nhau cái kích cỡ thôi. Còn cái cách bắn thì nguyên tắc là vẫn giống nhau, là phải nhắm trúng mục tiêu thôi. Wow. Nhắm không? Trời ơi, ông nói chuyện như cao thủ vậy ba. Ừ, ông không phải là giống như cao thủ. Ông là bậc thầy thứ thiệt về cung tên. Cứ cái đà này để rồi coi. Có một ngày nào đó ba sẽ bắn bể kiến cửa sổ nhà người ta đó. Cái bà này. Tại bà chưa thấy đâu, bà thấy rồi bà sẽ tin. Cùng lắm là bắn được mấy cái chai nước thôi, chứ làm sao mà có thể bắn được trái táo để trên đầu được. Làm như là ba giỏi như là Robin Hood không bằng. Ôi ba có nói chuyện người ta theo dệt làm gì có, bà đừng có tin. Đi đường bà bắn được như vậy nè con mới chịu là tin ba phải không? Mình tính làm gì? Đúng không? Bà sẽ bắn trái táo để trên đầu thằng Sang. À, lúc đó con tin ba chứ. Thôi con muốn xem không ơi? Yes, con ủng hộ. Ủng hộ cái đầu mày. Để lên đi. Gió lớn quá bắn có trúng không nội? Người cung thủ giỏi thì không sợ gì gió, con sẽ xử lý được hết. Ủa nó đâu rồi? Ủa đâu rồi? Con Sang đây ba. Trời đất ơi mày làm gì vậy? Tôi đi lên. Đi. Làm lên đi. Như Robin Hood vậy đó. Ê, nó xỉu luôn kìa. Trời. Nói là không có được. Cái đó chỉ là tranh cãi một chiều từ phía của anh thôi. Còn nếu như bây giờ anh muốn kháng cáo, anh phải có bằng chứng rõ ràng. Mà tôi nói cho anh biết nha, lòng tin của anh không thể nào làm bằng chứng trước tòa được đâu. Bây giờ tòa đã phán quyết như vậy rồi, anh nên chấp nhận đi. Cứ gọi tôi cách vô lý hoài như vậy sao được. Thôi, tôi không có nói chuyện với anh nữa. Vậy nha. Lại là ông ta hả anh? Đúng rồi. Tòa đã phán quyết như vậy rồi mà cứ gọi anh cách vô cớ hoài à. Bên kia đầy đủ bằng chứng hết trơn rồi, còn muốn anh làm cái gì nữa. Anh khuyên ổng nên chấp nhận đi, ổng không chịu. Người gì mà kỳ cục vậy. Nhưng mà vậy á, thì anh càng phải coi chừng cẩn thận nha. Có khi bị chơi xấu đó. Mình đứng giữa dễ bị vạ lây lắm. Này ông, mình đến tuổi rồi. Tôi thấy ông ăn mặc cái này thấy chỉ hợn quá. Tôi đi chứ mới chung với ông, tôi hóa xấu hổ ra đấy. Xấu hổ cái xấu hổ. Ông có biết là thân tình yêu không? Ăn mặc gì nè ông ơi, không biết gì. Alo. Ủa ai hình như là cháu rể tôi vậy trời? Anh mua đủ hết đồ rồi, gần tới nhà rồi, chờ anh chút xíu nha. Được xíu xíu. Em chờ anh xíu. Anh quỷ phiên tồn của người ta mà còn cắt đứt liên lạc gì hả? Cái anh này sao anh cứ vậy hoài à? Được xíu mày vậy hả? Ủa, thằng cháu rể ông đang đánh nhau kìa. Mình phải làm gì đây? Ông bắn trúng cháu rể ông rồi. Ông này bắn trúng nó rồi. Thằng gì yêu gì mà bắn chặt hoài vậy? Tình yêu thì cũng phải có trật chứ. Không thấy vợ chồng ta ly dị vậy hả? Kỳ này là không có trật nữa đâu. Dứt khoát phát đây. Thằng quỷ nào vậy? Nhẹ nhẹ đau là chỗ này. Mà đáng lẽ ra là nội phải báo công an chứ, tại sao nội lại lấy cung tơ ra bắn như vậy? Từ đầu là mẹ đã thấy không ổn rồi, thần cung cái nỗi gì chứ không biết nữa. Nhưng mà với cái kỹ thuật của ba thì không thể nào mà trật được đó. Ý ông là sao? Mục tiêu đứng yên phải khác với mục tiêu di động chứ. Thì nó di động mình phải bắt nó đứng lại mình mới bắn. Trời. Trời, chắc là ông nội thất vọng về bản thân lắm luôn á. Ông đã rất tự tin mà. Nếu không bắn được mục tiêu di động thì ngoài chiến trường không có ích lợi gì. Quỳnh Thanh Giao, mày chỉ là thằng vô dụng. Gì rồi đó? Ba tính nằm về tới bao giờ nữa? Kệ ba, con đi ra đi. Cầm đi ba. Ba hãy cầm đi. Gì đó? Bắn tên lại đi ba. Ba không nghe con Hạnh với Mia nó nói sao? Ba là thần cung bất tử đó. Thần cung bất tử? Yeah. Con cũng tin vào điều đó hả? Chứ còn cái gì nữa. Ba là thần tượng của con mà. Con sẵn sàng đứng để quả táo lên đầu, để cho ba bắn, khi nào trúng thì thôi. Ba nghĩ mình làm lại được không? Ông làm được mà mẹ, ông là Robin Hood mà. Phi đinh phi bát, đứng thẳng với mũi chân chĩa thẳng. Hung hư phúc thực, ngực thả lỏng và hướng bụng. Vững như Thái Sơn, mạnh như mãnh hổ, đặt sức nặng của núi lên cung và kéo dây cung như kéo đuôi hổ. Thế mà lại hay ha, cả sai lầm ta vẫn mãi nhộn nhịp và cứ thế buồn phiền trôi qua. Ngôi sao khoai tây.